toàn thể các bạn fan hâm mộ của mình. Thì sau rất là nhiều clip mình tải lên thì đa phần là nhận được những lời chửi hơn là những lời khen. Rất là buồn nha các bạn, cần lắm một sự động viên. Hôm nay clip này mình xin nói về một cây phong lan mà mình mua cũng cách đây cũng phải 6-7 năm rồi trồng. Đấy, thực ra cái loại này thì bán ngoài đầy ngoài đường à, nhưng mà thực ra mình thấy nó vẫn đáng hơn, đẹp hơn loại giả hàng nha các bạn. Hương thơm thì hơi nhẹ thôi, không đậm bằng giả hàng được. Đấy, so với cái này thì nói thật là giả hàng của các bạn hoa không không thể nào to bằng được, cực to. Cái này mình hay bán ngoài đường mà một số bạn là mua về chạy mua về thì chết, còn mình thì mình trồng thì sống rất là khỏe mạnh. Thì cái cây này thì thực ra là nếu các bạn để thì cũng phải được hơn một tuần, thậm chí là có lúc đến 15 ngày nha các bạn, chấp xỉ 2 tuần. Dạ hạt thì các bạn không thể nào sánh bằng cái này được rồi, về cái độ to nha các bạn, chỉ riêng về độ to thôi, độ lâu thì cũng chưa rõ được. Đấy, các bạn thấy không, cây này đấy, đang định cho nó bám vào cây kia mà không thấy được không đây, mà thấy sắp ngoẹo này, cũng sắp ngoẹo hơn, mong là sống. Đấy, chỉ có khoe cành hoa thôi. Đây là loại hoa mà mình thấy hay trồng được ngoài đường ấy, mấy bà bán dạo này hay bán cái loại này, tại vì nó nhân giống dễ sao ấy, sống khỏe nữa. Đánh giá cao hơn dạ hạt nha các bạn. Đây, còn cây mấy cây dạ hạt của nhà mình đây, trồng nó khỏe lắm, nó sống cực khỏe luôn ấy, rễ phun ra bố lô xua. Thấy không, chẳng biết loại gì này. Mình đang đợi cái cây này, hoa này nó ra hoa mà chưa thấy hoa đây. Đấy, mùa mưa đến thì thực sự là dạ hạt nó phát triển rất kinh khủng, quá khủng khiếp. Rễ này, đây là cái dạ hạt đất côi của mình đang rễ cực kỳ mạnh, được không bạn? Kiếm được mầm dạ hạt đây, không biết tình hình thế nào đây, không biết sống không, buộc đại nó vào đây. Hi hi.